cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, xin dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón 11 thí sinh của Bước Nhảy Ngàn Cân. Hot girl nhạc kịch Cô Tố, thiếu nữ mạnh mẽ Nga Nguyễn, hot girl một con Phương Yến, nữ sinh duyên dáng Ngân Nga, cô diễn viên nàng ký Thùy Trang, ca sĩ Ngàn Cân Xuân Lộc. Cựu vận động viên Ngọc Khánh, hot boy sắp có múi Lộc Vượng, em út dễ thương Văn Thao, vận động viên dance sport Thái Sơn, cô giáo vui vẻ trẻ Mai Trang, đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần chào sân đầy màu sắc của 11 gương mặt cá tính dễ thương, và tuần qua cũng là một thử thách cam go. Thế nhưng thử thách này đã không những tốn về mặt thể lực mà còn về thể chất, tinh thần và ý chí của con người nữa. Bởi vì thử thách này nó ác lắm. Đó là nấu ăn mà không cho ăn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn hãy tự nấu ăn và tự thưởng thức món ăn do mình nấu. Lâu lâu được xả vàng một bữa thôi, tôi nghĩ chắc đó cũng là một cái kỷ niệm khó quên. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ một thành phần rất quan trọng của chương trình, ban giám khảo. Xin được giới thiệu giám khảo John Peter, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và vị giám khảo khách mời của chương trình ngày hôm nay là một cô gái vô cùng cá tính, người đẹp Lan Khuê. Đây là lần đầu tiên Lan Khuê đến với Bước Nhảy Ngàn Cân. Lan Khuê là một cái người mà mọi người ái mộ bạn vì cái cá tính, và bên cạnh đó là một cái vóc dáng vô cùng mảnh mai và gọi là sexy. Như vậy thì cho tôi hỏi là làm sao bạn giữ được cái phong độ cho mình? Mời Lan Khuê. Thật ra thì có thể nói là cũng có một chút may mắn là Khuê sinh ra là cũng khó lên cân, cho nên Khuê lại sinh ra một cái tật là ỷ y, cứ ăn thoải mái không có lên cân. Nhưng mà bắt đầu đến cái tuổi 24 thì Khuê cảm nhận rất rõ cái việc mà hơi chiều chuộng bản thân một chút xíu, là mình bắt đầu cảm thấy cái cơ thể của mình cảm giác nó nặng nề, bắt đầu lên cân. Thì lúc đó Khuê mới ý thức được rằng phải bắt đầu có một cái chế độ ăn uống cũng như luyện tập khoa học hơn để có thể giữ được vóc dáng cũng như là đảm bảo được sức khỏe cho công việc. Thường là bằng cách nào? Thật ra dance sport cũng là một trong những môn thể thao mà em yêu thích, và cũng dành thời gian cho dance sport bên cạnh việc đốt cháy năng lượng ở phòng gym. Không, mà thật sự đúng như Lan Khuê nói, thưa quý vị, nhảy múa là một trong những cái phương pháp mà theo Thành là khoa học và dễ thực hiện nhất. Là tại vì sao? Khi mình nhảy đốt năng lượng mà có âm nhạc, mình vui, nó giống như một trò chơi, nên mọi người sẽ dễ áp dụng nhất. Và hy vọng quý vị cũng sẽ nhảy múa để giảm cân tại nhà. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề nhạc Việt. Như vậy, được may mắn được mọi người mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Việt, thì anh Đàm Vĩnh Hưng nghĩ gì khi mà chúng tôi chọn cái chủ đề này cho các bạn biểu diễn ạ?
Hương thấy là một sự lựa chọn rất thông minh, và Hương nghĩ là khán giả theo dõi chương trình này là khán giả là người Việt Nam là chủ yếu, cho nên là hiệu quả và cái độ view nó tăng lên là điều tất yếu thôi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Thế còn John là một người đã ở nước ngoài sống nhiều năm. Khi mà John về đây, John cũng dựng bài đa số là nhạc nước ngoài nhiều. Gần đây thì mới sử dụng nhạc Việt trong những cái bài biên đạo của mình. Như vậy thì theo John là dùng nhạc Việt để mà biên đạo nhảy múa thì nó có cái khó khăn gì? Cái khó khăn lớn nhất với mình lúc mình sử dụng nhạc Việt là nhiều lần mình không hiểu. Mình cũng phải hỏi mấy bạn về cái lời để mình hiểu và có cảm hứng để dựng. Nó có nhiều bài Việt là lúc John nghe đó thì John nghe nó rất là hay. Nghe cái melody nó nghe rất là lãng mạn. Xong mình hỏi bạn cái bài này nếu mà thầy dựng cái kiểu này được không? Xong mấy bạn nói không, cái bài này nói về chia tay. Hiểu không? Thì mình cũng phải rất là kỹ về cái cách mình dựng bài, mình phải hiểu về cái lời bài. Như vậy thì theo John là nếu mà mình sử dụng nhạc Việt trong biên đạo là mình tập trung nhất vẫn là cái lời để mình diễn tả được cái nội dung bài hát, phải không? Yeah, tại cái lời nó sẽ truyền rất là nhiều cảm hứng cho biên đạo. Và mình đang ở Việt Nam thì xài nhạc Việt đi. Ok, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chủ đề của chương trình là nhạc Việt. Như vậy các bạn thí sinh sẽ có thể cọ sát với những bài hát mà các bạn ấy hơn ai hết hiểu rõ nội dung để có thể truyền tải bằng ngôn ngữ hình thể của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ba vị giám khảo đưa ra quyết định tiết mục xuất sắc nhất của tuần qua. Tuần trước chủ đề là sức mạnh thì mình có nhiều bài rất là thú vị. Mình có sức mạnh về tình yêu nè, về tình bạn, về gia đình. Nhưng nó có một bài nó rất là nổi bật, một cái bài về tình yêu rất là thú vị. Và bài đó là cái bài tình yêu King Kong của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Đây là lần thứ hai các bạn nhận được sự bình chọn từ giám khảo tiết mục ấn tượng nhất trong tuần. Và Thành xin được chúc mừng vì khán giả đã dự đoán tiết mục này được lựa chọn. Và quý vị khán giả may mắn đó sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 10 triệu đồng của chương trình chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút với nhiều phần hấp dẫn và các bài dự thi của thí sinh. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi đến với thí sinh tiếp theo thì sẽ được hỏi giám khảo Lan Khuê một câu. Bình thường thì Lan Khuê sẽ làm gì và thể hiện cái ánh mắt như thế nào để thu hút một người đàn ông? Lông nheo sẽ chảy vút cao hơn, dày hơn và mơ màng hơn. Trời ơi, nay chưa kìa. Nay lắm. Quân luyện viên Lan Khuê đánh đá đâu rồi? Có, nãy giờ tôi chờ hoài chưa thấy thể hiện. Đó. Thôi đừng có nghiêng. Rồi đó. Lại đi, lại đi. Đó. Diễn sâu quá. Từ nãy giờ anh ngồi anh canh me cưng hoài luôn đó nha. Anh canh gì? Anh canh Ngân Khuê có trề môi tới đâu. Biểu môi trề môi. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.